anh ở Việt Trì anh nhỉ? Bác tên gì ạ? Bác Lộc ở Việt Trì. Cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào khách nhé. Hiện tại thì chúng tôi đang đón bác Lộc ở tại thành phố Việt Trì về ký nhận chiếc sập gỗ hương 1m6 x 2m đây. Trên màn hình quý vị là gia đình bác Lộc đây đang ký nhận phần mộc của bộ sản phẩm sập gỗ hương, sập tam diện. Mọi người có nhu cầu thì liên hệ tới xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé, theo số điện thoại là 0987 50086 nhé. Cơ sở chúng tôi có địa chỉ tại xã Văn Phúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Trên màn hình đây là hình ảnh bác Lộc tại thành phố Việt Trì đang ký duyệt phần mộc của sản phẩm. Mọi người hãy bấm like và đăng ký kênh để có thể theo dõi được những sản phẩm mới nhất của chúng tôi. Xin chào mọi người nhé và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip khác. Cái nó trượt nhá, nó trượt. Đây là phần mặt của bộ sản phẩm đây. Chúng tôi đang lật lên này và ký duyệt vào phần dưới. Đây là số điện thoại và địa chỉ của cơ sở chúng tôi. Xin chào mọi người.